Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 24, từ câu 42 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn là ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên, anh em cũng vậy. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính vào giây phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc các gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ, đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy, nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa. Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết. Và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay là một bài học quý giá cho những ai đang nắm quyền bính trong tay, cũng như cho mọi Kitô hữu vốn là những người đang được tham dự vào chức vị vương giả của Chúa Giêsu Kitô. Dụ ngôn kể về kẻ trộm và người đầy tớ được liên kết với nhau để nói lên ý nghĩa của quyền bính. Quyền bính thiết yếu là để chúng ta phục vụ. Quyền bính là để phục vụ, vì mọi quyền bính đều bởi Chúa mà ra. Con người dù nắm địa vị nào trong xã hội cũng đều là người quản lý mà thôi. Từ sự sống, tài năng, của cải và tất cả những gì con người đắc thủ và làm ra đều thuộc về Thiên Chúa. Hình ảnh kẻ trộm đến bất ngờ để lấy đi tất cả nói lên chân lý ấy. Cái chết là một khẳng định rõ ràng nhất về tư cách quản lý của con người. Không gì ngu xuẩn cho bằng tưởng mình có thể chiếm hữu suốt đời và mang theo những tài sản chóng qua ở đời này. Nhắc nhở cho con người về tư cách quản lý ấy, Chúa Giêsu cũng mặc khải cho con người thấy được giá trị đích thực của mình. Giá trị ấy chính là phục vụ, và phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ, nghĩa là trở thành đầy tớ của mọi người. Càng phục vụ, con người càng trở nên cao cả. Đó là ý nghĩa của câu nói của Chúa Giêsu: Ai trong các con muốn làm lớn nhất thì hãy làm đầy tớ, hầu hạ mọi người. Cũng như con người không phải đến để hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Giá trị đích thực của con người là sự sung mãn nhân cách và của cải duy nhất mà con người có thể đem theo vào thế giới bên kia, chính là sự phục vụ. Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về mà còn thấy đang làm như vậy. Hạnh phúc và niềm vui đích thực của con người chính là được phục vụ, yêu thương và hy sinh quên mình vì người khác. Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta điều chỉnh lại định hướng cơ bản trong cuộc sống của chúng ta. Đâu là suy nghĩ, thái độ của chúng ta đối với của cải, quyền bính và danh vọng? Đâu là niềm vui đích thực trong cuộc sống của mỗi ngày chúng ta sống? Thánh nữ Monica đã sống trọn vẹn nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ với bao vất vả và gian nan và đau khổ trong gia đình, để rồi Chúa ban phần thưởng lớn lao là người chồng ngoại giáo, được ơn trở lại, và người con là Augustino được ơn hoán cải. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm mến được niềm vui và hạnh phúc đích thực qua cuộc sống phục vụ,
yêu thương và hy sinh mỗi ngày, để chúng con luôn hăng say dấn thân cho anh chị em và thế giới hôm nay. Amen.